Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quân sự cho 70 đồng chí là Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Chương trình được thực hiện theo thông tư số 69 ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bao gồm đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, công tác Đảng, công tác chính trị trong huấn luyện, các văn bản pháp luật về dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công tác tham mưu huấn luyện và những nội dung cơ bản về kỹ chiến thuật, điều lệnh đội ngũ dân quân tự vệ. Bên cạnh đó, các học viên được cập nhật những văn bản mới về tổ chức, phương pháp tiến hành công tác quân sự, quốc phòng, phòng thủ dân sự có liên quan ở địa phương cơ sở. Đây là những nội dung cơ bản giúp các học viên tiếp tục nghiên cứu, học tập và đúc kết kinh nghiệm, vận dụng một cách phù hợp, tham mưu có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương.